Mày xuống lừa đảo. Ta nói y mà thấy chưa, ta nói y chứ ta nói có sai đâu. Mình mở cái thùng xe ra coi thì có cái miếng sa lông bát ngồi trong đó không? Không cần đâu. Dán đỡ lên chứ giờ. Nếu sao đâu. Anh té mà đéo đéo cái gì nữa mà đéo. Không sao, nó nói không sao mà. Đừng lừa đạt. Đừng lừa đạt. Này. Mình ra đây, nãy giờ tao quậy hết rồi. Ok, hello, tân chào tất cả mọi người ơi. Và chào mừng tất cả đã quay trở lại với channel của Tân. Thì ở đây này là hiện tại cơ hướng mình này á, là anh em sẽ chạy lên được đỉnh Bần Cờ ha. Bây giờ anh em Tân vừa mới làm xong, làm ra thì đi làm ra. Thì bây giờ anh em sẽ chạy lên trên kia là đỉnh Bần Cờ. Không ơi, nhạo nhạc gì nữa. Đèn sáng vậy. Để cái đèn này, để cái đèn tôi review về mấy chiếc xe ở đây luôn. Anh em có thể thấy đây này, cái đèn này nó có cái hốc ở dưới, cái hốc này nó cũng bắt một cái L4. Khi anh em nhìn vào này, cái L4 này nó bị kiểu như bốn cái đèn, nhưng mà nó chỉ sáng được ba cái đèn vì nó bị che đi một góc khuất ở đây nè. Cái tự cháy một đèn vậy cãi rồi, cãi này đèn nguyên vẹn này. Thôi đừng anh đây thì luôn, chói bắt đuôi mắt luôn. Thì ở đây bên này có một chiếc Winner, anh em có thể thấy ở đây là Winner cái bô XC này. Đây là dòng XC Project nổ bao lực luôn. Sao anh? Không không, em thay cái bô này á, cái Levin kia của em á là Levin Evo. Lúc nhỏ còn giờ em đổi qua cái dòng Levin này rồi. Có lại đây, mấy thằng kia nó bán lại tao, mà tao không mua này. Thứ anh vứt đi á. Anh vứt ý anh kêu là anh vứt đi rồi em mua lại cái gì. Tào lao. Này cái bên này là cổ thường, lông XC. Là sao anh dở khang anh? Bên này sao, bên này cũng mấy xe sao anh không mượn? Trước tao đi mấy cái hai cây SC tao ớn rồi. Chạy cẩn thận luôn nghe, mượn xe chạy cẩn thận luôn nghe. Bên này thì mấy xe anh em có thể thấy đây là cái cổ thường nè, đây là cổ thường và cũng như là lông XC Project. Cái này nổ thật sự nó rất là to. Ê, cái gì vậy? Ghê vậy. Hổ báo cáo trầu không thấy. Đang đây nó tìm cái cao này. Đang tao nói về cao này. Ta nã tao tháng uống được tao liền. Ở ông có uống sơ. Cái gì? Ông có uống sơ rồi. Uống á? Không có uống. Mày nã uống là có má ngày mà uống mình đó. Ta cũng uống tè tè. Có thiệt là uống sai rồi đúng không? Cũng hơi tè tè, tao nói thiệt. Hàng gì nãy giờ tao đứng bên người ông tao thấy á. Tao nghe mùi đi. Chắc rồi, bị tắt luôn. Chạy từ từ thôi. Mày đã sốc à? Chạy từ từ thôi. Mày đã sốc à? Sốc rồi, không sốc thì phụng xe xe mình nữa. Không, ông sai rồi. Nãy ông nói chuyện thấy ông sai rồi, kiểu ông không còn tỉnh nữa. Em mới đi nhậu với ông về à? À, đúng rồi, như thằng này ngày nữa em cửa anh. Này không có để chưa quá xa là đây. Xe không chạy chọc tè rồi, có nhớ gì đâu. Nãy không nói chuyện là tao nghe mùi rồi. Nghe mùi bia rồi. Mà nói chuyện tao thấy là xe mẹ kiểu đó. Anh nói chuyện cà lắc nữa giờ mượn xe mình nữa. Thề luôn anh em thấy. Nếu anh em rơi vào hoàn cảnh này cảm thấy rất là lo lắng. Giờ đợi em chạy xuống lại chứ sao giờ. Trong chợ. Nè cái lỗi đang làm đang chạy quanh nút là được. Khi nãy giờ anh em của Tăng đứng đây rất là lo, khi nãy giờ được tầm 20 phút chưa được đại.
cũng 20 phút sợ hơn á. Lâu lắm á. Nửa tiếng. Chị cũng vậy trời, chị mà đi chứ mà lâu ghê chơi. Có cái đèn gì. Thì cái nãy giờ tụi tao đứng ở đây đợi rất là lâu rồi mà chưa thấy ảnh về. Tăng ơi, tăng. Chờ anh em chạy lên đi. Thấy hơi bị ghê rồi đấy. Đi đi đi. Nè sẵn sao ông nè. Đứng đợi anh Tiến nha. À, em đứng đợi anh Tiến nha. Mấy đứa kia nó đứng ở dưới nó đợi nữa. Đợi một tiếng rồi mấy đứa. Đau khúc nữa. Anh thấy anh làm khổ chưa? Người nữa. Anh như đứa mà ra không nói được. Say. Chạy xe, mượn xe. Giờ gọi không có sống. Chị làm gì có sống mà gọi tụi hắn này. Sao á? Ê, điện thoại nó có sống không rồi đạn? Sao á? Không biết nữa, không đi được không? Cầm đồ quá trời. Coi điện thoại nó có sống không? Ông biết nó bị chi không? Ông bị té, ông đập chân xuống dưới chứ ông đầy máu. Mày có số con Bình ở dưới đó không? Chắc là nó điện. Lũi say rồi, nó nói rồi, lũi say rồi. Nồng nặc mùi bia đấy không? Gọi xem. Gọi 2 sim. Không có sim rồi gọi điện thích. Điện thoại nào cho em mượn cái coi. Em thấy anh làm khổ chưa? Alo? Alo? Dạ. Tụi em chạy lên trên cái phía mà nãy. Chạy lên đi. Có gì hả? Ông bị tái xe ở trên này rồi. Dạ. Mau lên. Nè, nè, lùi đạn. Nè, cái trăng ổng tím này. Anh phi đi vô luôn, ở trong bụi này luôn hả? Ờ, nó đang thanh cấp quá, nó đập trên luôn. Trời. Mình mở cái thùng xe ra coi được có cái miếng salon bát mua ở trong đó không? À, không cần đâu. Dán đỡ lên chứ giờ. Không sao đâu. Anh té mà đéo đéo cái gì nữa mà đéo. Không sao đâu, nó không sao mày. Coi chai dầu. Hôm kia tao có bỏ chai dầu nhịn trên đường coi cái cầu nhóm không? Ai rủ? Em anh rủ với ai rủ? Giờ anh còn nói giọng đó nữa. Anh mượn xe em với ai mượn? Em nó không cho rồi. Mày ra đường kia mày coi hai thằng kia chạy lên mày chỉ cho nó đậu xe vô trong này nè. Đó vô trong này nè, chứ đừng có đậu ngay chỗ khúc cua đó. Giờ anh sao? À, đi thằng kia đó, tới đó về, thằng em tới đó về. Anh mượn xe họ mà anh cũng thái độ. Xe tao bên đó có bị gì không được đạn?
số móc cũng được, nhả cũng được. Nhận được đâu công rồi. Ê mấy viện cái sao tao đẩy 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 viện viện cái đuôi á, viện báo vô trong luôn, báo vô trong luôn, đừng có cầm cái cản không. Để tao bẻ. Không được đâu. Công rồi không được đâu, gãy á. Tao nói ra được mà. Tại nó gãy đó. Gãy. Mà mày lần lên không? Hình như tiếng bồ con hì đó, tiếng bồ con hì đó. Đây đây tao gãy thôi. Ra đây nè. Vô đây, vô đây, vô đây. Chạy thẳng xe vô trong luôn. Thấy nó y quy thấy không? Giờ giờ ông đổ thừa kìa em. Em. Giờ ông đổ thừa kìa, ông kêu là vì sao em lại rủ ông lên. Giờ ông còn thái độ với mình. Trong lúc đó xe xe anh chưa nói cái gì hết cả, ông còn thái độ với mình. Nói thiệt chứ cái xe là chưa nói cái gì đến ổng hết. Sai là anh làm hư chứ anh sai đó. Nói thiệt cho anh, của anh đóng đầu. Là sao? Anh sai rồi, anh sai, anh sai rồi. Em nói thiệt anh này. Giờ ai? Hư xe người ta thì anh đóng anh này. Em nói thật anh á. Này giờ anh đã làm hư xe người ta. Giờ anh sai rồi, đừng có thái độ. Anh sai không ai đưa xe cho anh đi về đâu. Hư đâu, hư đâu. Hư đâu. Này này anh này, anh này. Hư đâu. Này. Đừng lừa đảo. Đừng lừa đảo. Đi ra đây. Nãy giờ tao quay hết rồi. Nãy giờ tao quay hết rồi. Kệ mày ổng đi. Mày để đó, mày để đó, tao giải quyết. Cái cam tao nãy giờ tao có quay ở trong này nè. Cái gì? Cái gì anh thích đập xe à? Anh đập xe. À đi mẹ. Đập xe đó. Đập đó. Đập đập đây, anh đập đây. Này. Anh đập đi. Này. Không được đó, đập đi. Mày để tao nói. Mày để tao nói nghe. Ông đừng có thái độ. Thằng lừa đảo nó mày đi im nó. Nào. Giờ giờ anh sao? Giờ em có đánh anh á, thằng lừa đảo đánh anh hay là ai đánh anh á? Thì nãy giờ em có quay rồi còn động. Ở trên mạng nói em. Họ chửi em sao? Rồi ra đây mà. Giờ mày ai sai? Nè, anh nói ở đây ai sai? Tại sao sai? Vì sao anh không sai? Anh mượn xe em mà giờ anh còn đặt xe em như thế. Nói gì mà tính mà. Không kệ, tao không về đi. Tao không về ngầm. Anh em mày qua là thấy rồi. Cái chai ngầm mới đưa đây. Đưa là mình chấn. Rồi tao không về đi, tao không về đi. Không về, tao không về. Ai cho anh về? Không, anh tao không về đi, tao không về đi. Tao không về đi, cái đây tao về. Cái đây tao không về đi. Ông đặt xe mình như đó mà mi dám kêu cho ông về á. Mày qua là thấy rồi, mày đi là kệ mày tao về đi. Má mà đi được. Má. Sai rồi thì anh cảm. Thằng Huy nhà em gần nhậu đúng không? Em chạy chung với ông đi, em chạy chung với ông xuống đi. Có gì gọi anh biết ngay. Có gì gọi anh, gọi anh. Em có thấy cái gì không? Em nói cái gì đang xảy ra không? Cái lúc mà em chưa lên á, để anh nói nghe. Lúc mà em chưa lên á là cái xe nó nằm ở trong này. Là ổng nằm ở ngoài phía này rồi. Là em nói ai sai? Cái đầu tiên là ai sai? Thì ông muốn thì ông muốn, nhưng mà ổng đập xe anh giờ. Anh nãy giờ thật rồi, anh chưa đến anh coi cái xe anh nó bị cày chỗ nào. Nó chỉ vừa mới công chân số anh móc, giờ chân số nó cũng không móc được. Máy đề không nữa. Khi nãy ta là người bực đầu tiên á, ta là người muốn đánh đầu tiên chứ không phải là My đâu lừa đạt. My hiểu không? Nếu mà ta á, đánh ổng á, My biết như thế nào không? Lên á, mạng á, hỏi cho nói là ta. Là thằng này nó như thế này, nó như thế kia, lúc nào nó cũng đi gai gỗ. Nhưng mà My cũng đó, My là người mà đòi đánh ổng nữa. My cũng sai. Mà nhưng mà ra ổng đùa đập xe, ta bực thôi. My sai mình ra ổng đùa đập được. Để nhái luôn kìa. Rồi. Cái đèn thi như nó tóng vậy kìa. Ái luôn á. Rồi. Rồi cầm cái mũ đập nữa.
Hả? Ai cũng được này. Đỡ bắt xin được chứ mày. Cháy mắt cái đèn bên này luôn rồi. Ừ. Đẹp rồi. Tiền xong rồi đó. Cháy mẹ đèn luôn nữa. Ừ. Thôi. Thôi có chi thì giờ như thế này đi. Anh sẽ tìm có hướng giải quyết hợp lý nhất có thể cho em và cũng như là cho anh của em. Yeah. Em đẩy anh xuống đi. Yeah. Giờ em đẩy anh xuống. Yeah. Rồi sáng được mai. Được không? Sáng mai để anh giải quyết cái vụ này. Mà mới về nhà mày được không? Lưu Đạt. Giờ tao về nhà Lưu Đạt. Ờ về nhà tao đi, giờ thiệt về nhà tao. Mai được tính. Chờ về nhà mà xe rứa rồi bây giờ lại. Đây. Vậy tao. Hai. Bây giờ tao cũng lo lắm. Tao về nhà tao ở đây. Cỡ mưa rồi chơi xe xong rồi anh em mình đã không được. Ok. Giờ tao về nhà mày. Về tao ở đây. Rồi sáng mai anh em mình nói chuyện sau. Chứ giờ chiếc xe mà nó như thế này về thật bà già tao mà thấy là bà không có chửi. Bà già tao không có chửi. Mà bà buồn, hiểu không? Có lúc nào mà ai muốn mẹ mình lo lắng đâu có. Bây giờ cứ đẩy xuống đi. Cái đèn giờ nó như thế này rồi sao rồi. Nè anh em nhìn nè. Bên này thì nó cháy luôn rồi. Nè. Chửi thì cũng không được. Tao để cho ông hết xài rồi xem thử cái tính tình ông như thế nào. 1 giờ luôn rồi chứ máy nữa. Ok đi. Mày nhảy qua xe thằng kia đi.